Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ ni sư trụ trì chùa Cự Linh, thành phố Hải Dương, cũng là trưởng ban tổ chức rất nhiều khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ thân yêu trong thành phố Hải Dương của chúng ta. Kính bạch chư tôn đức tăng ni đang hiện diện ở trong cái khóa tu của các bạn trẻ để mà giúp cho các bạn hoàn tất những ngày tu dành cho giới trẻ một cách viên mãn và tốt đẹp nhất. Và giờ phút này được sự là cho phép của ban tổ chức khóa tu mùa hè, sư Hương Nhũ sẽ được có những thời gian quý giá nhất để được chia sẻ, gặp gỡ với các bạn tuổi trẻ Cự Linh thân yêu với chủ đề Bây giờ con mới hiểu. A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, nếu mà nói rằng bây giờ con mới hiểu thì đó là một chủ đề mà đánh động trong tâm tư, trong tình cảm của chúng ta. Bởi vì sẽ có những bạn bây giờ cũng còn rất là ngây thơ và mơ hồ với những vấn đề mình cần phải biết, mình cần phải hiểu. Nhưng sẽ có những bạn đã hiểu và đã biết, đã trải nghiệm nỗi khổ, niềm đau, đã trải nghiệm tình cảm, tâm tư của những người con mất cha hay mất mẹ. Cái tiếng bây giờ con mới hiểu đây, vì chữ con làm cho mình phải liên tưởng đến những đấng sinh thành, những bậc giáo huấn, giáo dưỡng, những bậc đã dày công cho chúng ta đi vào cuộc đời để mà có một cuộc đời thật là ý nghĩa. Bởi vì khó lắm thay mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Bây giờ con mới hiểu thì con sẽ hiểu, con nghe Pháp là điều hạnh phúc. Nhưng mà cái người mà đi tu mấy ngày mà kết thúc khóa tu, có gì vui? Những cái lúc quậy phá là vui thì coi như chả hiểu gì hết. Khi con hiểu ra, con được nghe, con được mở khai thông trí tuệ, con được biết ánh sáng Phật Pháp quả rất tuyệt vời. Đó là con đã hiểu. Những điều hiểu của con cần phải hiểu, bởi vì khi con hiểu ra, nó sẽ đem lại cho con đời sống an lành, hạnh phúc cho hôm nay, cho ngày mai. Thì các em nghe Pháp hôm nay, các em sẽ biết cặp mắt mình đang sáng, đôi môi mình đang tươi, đang đỏ. Đó là mình đang có hạnh phúc. Đừng vội đánh mất nó bởi bằng những cuộc tình mong manh, giả dối, tạm thời. Được không các em? Trong cảm xúc mênh mông của cơn mưa mùa hạ như thế này, sư lắng lòng nhớ lại cái hình ảnh một cậu bé 10 tuổi mà khi nó lớn lên nó sống với mẹ nuôi rất là vô tư. Nó đâu biết rằng nó đã mất cả cha lẫn mẹ đâu. Cho nên đến năm 10 tuổi thì người mẹ nuôi đó quyết định rằng sẽ nói cho nó biết sự thật, chứ không đợi cho nó sống mà không biết rằng bố đã mất như thế nào và mẹ đã mất ra sao. Có những người, người ta sợ là đối diện sự thật cho nên ta giấu giếm. Nhưng người mẹ nuôi này nghĩ rằng phải cho đứa con nuôi của mình có một nghị lực. Vì vậy phải cho nó biết sự thật rằng nó đang sống với mẹ nuôi mà cha mẹ nó đã mất rồi. Điều này đã nhắc chúng ta biết có những bạn trẻ chúng ta sống với bố mẹ hoàn toàn yếu đuối. Cái gì cũng chỉ biết bố và mẹ thôi. Thậm chí cái áo của mình cũng không biết tự giặt, nồi cơm cũng không biết tự nấu. Cái gì cũng chỉ biết bố và mẹ thôi. Và người mẹ nuôi sẽ cho con mình biết sự thật khi nó tròn 10 tuổi. Người mẹ mới kể rằng: con ạ, con đang sống trong tình yêu thương của mẹ. Con có thấy hạnh phúc, con có sung sướng không? Thì đứa con 10 tuổi đâu có biết gì đâu. Nó ôm lấy mẹ, nó bảo rằng là mẹ là mẹ của con sẽ là không bao giờ đi đâu xa mẹ hết. Mẹ đã cho con tất cả những gì mà con muốn, đồ chơi nè, thức ăn nè, bánh kẹo, quần áo. Nó 10 tuổi mà nó cảm nhận rằng là nó đã có những gì hôm nay là cho mẹ nó đem lại. Nhưng mà rồi mẹ nó lại nói rằng: con ạ, có một điều là mẹ phải nói thật cho con biết rằng mẹ của con đã chết rồi.
10 tuổi đủ cảm nhận rằng mẹ mình đã chết rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa biết. Nếu chúng ta bây giờ những ai đã mất cha mất mẹ, mình cảm nhận cái nỗi niềm cô đơn của người mất cha mất mẹ, sẽ thấy xót xa, đau đớn và thấy hạnh phúc thay cho những ai còn sống với cha mẹ trên cuộc đời này. Nhưng mà cậu bé 10 tuổi của chúng ta đã nói rằng là vậy là mẹ con đã chết rồi sao? Người mẹ đã đúng rồi, mẹ con đã chết. Và trong một cái đêm đông lạnh giá, tuyết rơi rất nhiều thì mẹ con đã chuyển bụng. Và khi mà tuyết ngập như vậy thì cũng không có xe nào đến để đưa một bà mẹ sắp lâm bồn đi lên bệnh viện hết. Cho nên là bà đã là gì? Mặc áo ấm và đi lên một cái trạm xá gần nhất. Thì bà cuốn hết trong người như vậy, băng giá vẫn tuôn rơi. Nhưng mà các bạn có biết không, khi đi đến một cái cây cầu rồi thì cái sự chuyển bụng đã lên tới cao độ. Thì người mẹ này không còn thể sức chịu đựng được để có thể đi kịp tới trạm xá. Nên là bà đã là gì? Bà trườn xuống dưới một cái chân cầu, ở trên có cái cầu nó che. Thì bà ở xuống cái chân cầu đó và đã tự chuyển bụng sanh ra đứa con thân yêu dưới cái cầu trong đêm đông lạnh giá. Nhưng mà các bạn thấy rằng trong cái lúc mưa tuyết như vậy mà người mẹ sanh ra đứa con thì khả năng sống còn nó quá sức mong manh. Người mẹ tự cắt rốn cho con, rồi dùng tất cả hơi ấm để ôm lấy đứa con của mình. Tất cả áo bà trên thân, quần trên thân, bà cuốn hết cho đứa bé đó. Rồi là tất nhiên là bà không còn gì nữa rồi. Bà chỉ còn biết là đứa bé của mình nó là giọt máu quá mong manh, nó không có sức đề kháng tự vệ gì cho nó hết. Cho nên cuốn hết tất cả quần áo của người mẹ cho đứa con được ấm áp. Và vẫn không đủ đâu, mưa vẫn đang rơi. Người mẹ dùng sức ấm của mình để hà những cái hơi ấm cuối cùng vào cho đứa con được sưởi ấm. Và các bạn có biết không, tờ mờ sáng những người đi qua chân cầu nghe có tiếng khóc. Và họ chạy xuống dưới đó thì họ thấy một cảnh tượng người mẹ ôm lấy đứa con cứng ngắc gần như không thể gỡ ra được. Nhưng mà thân của đứa con được quấn bằng tất cả các tấm vải, áo quần của người mẹ. Và người mẹ thì đã chết. Và người ta mới cứu được đứa bé đó. Người ta đem về bệnh viện và cấp cứu trong những cái điều kiện tốt nhất để cứu sống được đứa bé. Bởi vì nó cũng tím ngắt tím rịm rồi. Và đứa bé đã được cứu sống. Khi nghe người mẹ nuôi kể về cái chết của mẹ mình thì cậu bé 10 tuổi đó đã vùng mở cửa bỏ chạy đi. Thì cái người mẹ nuôi mới đi theo, chạy theo. Và thấy nó đi đâu? Nó đi ra ngoài nghĩa trang. Nó ra nghĩa trang nơi mẹ nó nằm. Và lúc đó cũng là vào mùa đông lạnh giá. Nó đã cởi tất cả áo lạnh, áo khoác. Rồi người mẹ nuôi nói trời rất lạnh, chắc nó chỉ cởi áo ấm với áo khoác thôi. Nhưng không, nó cởi tất cả. Và nó nói mẹ ơi, lúc đó mẹ có lạnh giống như con bây giờ hay lạnh hơn như thế? Nó đã chịu đựng cái lạnh đó. Và nó hỏi rằng mẹ có lạnh như con bây giờ để cứu con hay không? Và nó đứng trong cái mưa tuyết đó mà vẫn không cảm thấy lạnh. Bởi vì nó biết rằng mẹ nó còn lạnh hơn như thế ngàn lần để nó được sống hôm nay. Một đứa bé 10 tuổi khi cảm nhận cái nỗi lạnh, nỗi đau và cái chết của mẹ, nó đã thử nghiệm tự bản thân. Còn chúng ta có khi nào chúng ta trải nghiệm nỗi khổ, vất vả, niềm đau của cha mẹ thử một ngày, một lần, một giờ hay không? Sư có cảm nhận rằng khó lắm. Bởi vì chúng ta chỉ cần có một cái gì không như ý là chúng ta đã nói mẹ ơi con đau đầu, mẹ ơi con cảm đến nơi rồi, mẹ ơi con không ăn được, bố ơi con thế này, bố ơi con thế kia. Nghĩa là chúng ta chỉ biết trách, đòi hỏi. Thế có khi nào nghĩ tới đứa bé 10 tuổi nó đứng trước cơn đông giá lạnh
và nói: mẹ ơi, khi mẹ bỏ hết áo quần ôm ấp cho con, mẹ có lặn như thế này và lặn hơn nữa phải không? Chúng ta thua một đứa bé 10 tuổi, khi có một điều gì không như ý là chúng ta đã giãy lên, đã khóc lên và con không làm được đâu, con sẽ không có thể nào giúp được mẹ cái việc đấy, con sẽ phải đi học, con sẽ phải đi họp, con sẽ phải này, con sẽ phải thế kia. Cho nên chúng ta sẽ mãi mãi là những con người ngây ngô chứ không phải là ngây thơ. To cho nên ăn không biết bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ rồi, vẫn cứ cảm như là tự nhiên trời đất thổi ra cái mình lớn, chứ không biết rằng là con lớn lên từ mồ hôi của mẹ, giọt nước mắt của cha. Cho nên khi đứa bé 10 tuổi biết mẹ đã hy sinh mạng sống trong cơn đông giá lạnh cho mình được sống, thì nó muốn thử nghiệm cái lạnh giá và cái chết. Nhưng mà nó đâu có chết, cái lạnh đó nó không có lạnh như cái đêm mưa tuyết lúc sanh ra nó. Nó chỉ là một cơn mưa tuyết bình thường. Nhưng mà nó đã tím tái lên và nó hỏi rằng lúc đó mẹ lạnh như con như vậy phải không? Và chắc phải lạnh hơn nên mẹ mới phải bỏ mạng vì con. Thì có những cái chết đó, người mẹ sanh ra đứa con của mình mà bác sĩ nói rằng nếu cứu đứa con thì người mẹ chết, vì người mẹ đang bị ung thư. Mà người mẹ nói: thưa bác sĩ, làm mọi cách để cứu đứa con, còn tôi chấp nhận cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Đứa con sanh ra toàn vẹn, và cũng là lúc đó người mẹ la rút hơi thở cuối cùng. Trong những cái điều mà sư nói ra đây, để sư nói với các em rằng ai sẽ yêu thương mình như cha và mẹ của mình. Đến với Phật Pháp, các em biết chư Phật, chư Bồ Tát thương chúng sanh cũng như cha mẹ thương con, và còn hơn như thế. Nhưng trên cuộc đời này, đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có phải như vậy không các em? Trong một lần sư đi Phật sự, sư lên trên máy bay đó, thì gặp một cái cậu làm tiếp viên hàng không. Thì cậu tiếp viên này nói chung mới gặp chào sư tử tế lắm, rồi sắp chỗ cho sư ngồi. Sau đó ở trong máy bay nó trống, và cậu tiếp viên này đưa sư lên những cái hàng ghế rộng rãi ở phía trên, nói: sư ngồi ở trên đây rộng rãi vì cái máy bay này nó ít người, sư lên ngồi để cho khỏe để mà sư đi giảng. Thấy cậu rất là tử tế và dễ thương, thì sư hỏi là: em bao nhiêu tuổi? Nói: thưa sư, con 25. Con có nghe pháp của sư ạ, và con rất vui là hôm nay con gặp sư ngay trên cái chuyến bay này. Con đã từng ước mơ rằng khi làm tiếp viên, có khi nào mình sẽ gặp sư trên một chuyến máy bay. Vậy mà con đã gặp sư trên chuyến máy bay Việt Nam Airlines. Thì khi sắp đặt cho sư ngồi như vậy rồi đó, thì tất nhiên một cái chàng trai tử tế, dễ thương, nói năng đàng hoàng lễ phép, tất nhiên là có cảm tình, mình rất có cảm tình. Khi cậu làm xong công việc hết rồi của mình rồi đó, thì cậu lại gần, cậu hỏi han. Thì sư mới hỏi thăm rằng: bố em ở đâu, mẹ ở đâu? Thì chỉ hỏi tới đó thôi. Thì chàng trai đôi mắt ngấn lệ, chạnh buồn: thưa sư, con được gặp sư ở đây con mừng lắm. Con xin phép sư hôm nào được nghỉ, con sẽ đến chùa thăm sư. Lúc đó con sẽ tâm sự nhiều hơn về cái hoàn cảnh gia đình của con. Thì tự nhiên nghe nói như vậy là biết chàng phi công này có những chuyện buồn. Thì sư mới an ủi. Sư nói cuộc đời con người phải chưa nào thăng trầm, lúc lên lúc xuống, nhưng mà cái người đã biết nghe pháp rồi đó là giữ cho mình một thái độ bình thản trước mọi thăng trầm biến cố của cuộc đời con ạ. Tại vì cuộc đời không có ai mà không có thăng trầm. Tuổi trẻ còn vui là bởi vì chưa nếm mùi đời, rồi sẽ đi qua, rồi sẽ biết bản chất cuộc đời là sự khổ đau. May mắn nhất cho những ai còn trẻ mà đã tin nhân quả, đã được học Phật Pháp, đó là điều may mắn nhất. Thế rồi một cái buổi chiều chủ nhật đấy, thì ngay cái tuần đó sư lại không đi giảng pháp,
thì bạn đã tìm đến chùa Thiên Quang và gặp sư mừng lắm. Thì thầy trò gặp nhau đi thăm chùa, uống nước xong rồi bắt đầu ngồi đến cái bàn phòng khách để nghe chú nói chuyện. Thì nói chuyện câu thứ nhất, câu thứ hai thì bắt đầu là chàng trai 25 tuổi đó đã không giấu được niềm cảm xúc, đã tuôn nước mắt. Nhiều bạn trai mà nghe con trai mà khóc nói, con trai mà khóc cái gì dỗm quá. Không nào, nhưng mà mình phải sống thật các bạn. Khi cần khóc, phải khóc. Con người mà không biết khóc cũng là điều đau khổ lắm. Chai đá, chai lì mà không có giọt nước mắt, tức là cái nỗi khổ nó chỉ chất chứa ở bên trong thôi. Nhưng mà lúc nào cũng khóc được, con người đã ủy mị, cũng không phải là hay. Nhưng khi cần khóc, cũng phải khóc. Thì chàng trai đó mới nói với sư rằng, thưa sư, con được biết Phật Pháp, con bớt khổ đau hơn, con đi nghe Pháp qua những cái bài pháp thoại trên mạng thôi, con bớt khổ đau, con bớt dày vò, nhưng không phải vì thế mà con hết. Hôm nay con gặp sư, muốn được sám hối có được không sư? Sư nói được chứ, một khi mình chân thành, mình biết những gì mình làm là sai lầm, mình sám hối thì tội gì cũng được tiêu hết, nếu mình nguyện không bao giờ tái phạm. Thì chàng trai mới nói, con nghe Phật Pháp, con biết cái tội cực trọng, tội ác lớn nhất là bất hiếu. Thưa sư, con là một người con bất hiếu sư ạ. Sư nói, vậy thì con hãy sám hối đi, và con hãy thay đổi thái độ sống đi. Tại vì mình mà là người tội cực trọng, cực ác chỉ có địa ngục. Đời sống hôm nay không có an lạc. Người con bất hiếu chẳng bao giờ giàu có nổi đâu. Tài cách mấy, đẹp cách mấy cũng khổ đau thôi. Phải có hiếu. Cho nên con sám hối đi, rồi con hãy sống tốt với cha mẹ đi. Thì chàng trai mới nói, không đâu sư ạ. À, bây giờ con sám hối để lòng con bớt dằn vặt, dày vò. Chứ bây giờ con trở về mái nhà của con cũng không còn ai ở đó đâu. Con sợ lắm, con sợ trở về nhà lắm. Trở về đó, tất cả những kỷ niệm đối với cha, với mẹ và nhất là với mẹ con, nó trỗi dậy. Mái nhà, quê hương, nơi mẹ con nấu cơm, nơi cái tủ để thức ăn, cái cặp lồng cho con đi học, tất cả mọi thứ, tủ quần áo. Cái tủ quần áo của con là 3 ngăn, mà ngăn quần áo của mẹ thì chỉ có 2 bộ. 2 bộ đồ thay đổi và một cái áo dài để thỉnh thoảng đi lễ lạc đám cưới cho ai. Cái gì của mẹ cũng ít hơn của con hết á. Bây giờ con trở về đó đó là con sợ lắm. Sư mới nói không. Cái người con Phật á phải nhìn thẳng vào sự thật. Con làm điều gì bất hiếu, con cứ nói ra thì lòng con sẽ nhẹ. Thì chàng trai mới nói rằng, khi con học cấp 3 thì con đã bắt đầu tập tành những cái gì mà là niềm vui của tuổi trẻ. Mẹ con cả một cuộc đời chỉ đi làm gì? Làm nghề rửa chén thuê. Ba con mất thì tất cả gánh nặng nằm trên vai mẹ. Mà ba con nói rằng, mình có đứa con trai yêu quý thôi. Chị gái con thì lập gia đình rồi, còn mỗi đứa con trai đó thì bà ráng mà nuôi nấng nó nên người. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ba con chỉ nói có một điều đó thôi. Cho nên mẹ con lúc nào cũng căn cắn là phải dạy dỗ nuôi nấng con cho nên người. Nhưng mà sư ơi, những năm học cấp 3 đó, con chơi cùng chúng bạn, con thấy rằng những cái gì bạn con có mà con không có thì con cảm thấy ấm ức buồn phiền lắm. Cho nên con nói, mẹ ơi, mẹ con mình có mỗi cái điện thoại cùi bắp, trong khi bạn con nó đã lên đời iPhone 5, 6 và đến 7 hết rồi. Còn con lúc nào cũng có điện thoại cùi bắp, mẹ cái cùi bắp đen, con cái cùi bắp trắng. Xài mãi như vậy không biết chán hả mẹ? Con chán lắm rồi. Tức là cậu kể hết cho sư nghe. Người mẹ mới nói, con ơi, điện thoại cũng chỉ để là gì? Để liên lạc giữa mẹ với con thôi mà. Con ráng học đi, lớn con có đi làm có tiền, con muốn mua gì tùy ý con.
mẹ hứa là mẹ không lấy một đồng nào của con đâu. Còn bây giờ mình tạm sử dụng cái điện thoại đó đi con ạ. Nhưng mà con nghe mẹ con nói điều đó sư biết không? Con thấy chán quá, bất mãn vô cùng. Sang đến năm lớp 12 rồi đó, thì bạn bè trong lớp con hầu hết đều có xe máy, thì con vẫn là chiếc xe đạp. Con nói mẹ ơi, con là cái đứa trong lớp là xài điện thoại cùi bắp và đi xe đạp đó mẹ. Thì mẹ bảo con ơi, cái xe đạp của con là ba con quý lắm đó. Hồi xưa đó là cứ chở mẹ đi chợ bằng chiếc xe đạp này, đi buôn đi bán bằng chiếc xe đạp này. Ba dặn mẹ là đừng có bán cho ai hết. Chiếc xe này nhìn như vậy chứ bền và tốt lắm. Thì con mới nói với mẹ con rằng thôi sao mẹ dài dòng quá, lúc nào mẹ cũng nhắc những cái kỷ niệm cũ rích như thế làm gì. Cuối cùng thì con cũng đi một cái chiếc xe đạp mà giống như một điều hổ thẹn, để chứng tỏ rằng con là một đứa gì nghèo và bất hạnh thôi. Con không bao giờ con nghĩ rằng khi con nói điều đó là như ngàn mũi kim đâm vô trái tim của mẹ. Tại vì mẹ với cha mình á, không bao giờ muốn cho mình là thua thiệt với bạn bè. Cha mẹ lúc nào cũng muốn cho con nên người bằng bạn, bằng bè, hơn bạn bè. Để làm gì? Để không trải qua những cái nỗi khổ đau như cha mẹ. Nhưng mà người con khi mà đòi hỏi điều này điều kia thì bất kể nỗi đau trong đôi mắt và trong trái tim của mẹ. Rồi sư biết không, con nói với mẹ con rằng rồi đã Tết cũng sắp đến rồi đó, chắc có lẽ mẹ lại bảo rằng cứ mặc lại quần áo năm ngoái phải không? Mẹ ơi, con cao thêm mấy phân rồi đó. Mà nếu mà mẹ cứ mua mấy cái hàng mà chợ, con nói với mẹ là con sẽ không mặc đâu. Và Tết này con sẽ không đi đâu hết. Thà là con ở trong nhà, chứ con không có bao giờ mà đi ra đường đã đạp chiếc xe đạp cũ rồi là mặc những quần áo mẹ mua hàng chợ như thế. Con bây giờ con trai đã lớn và sắp có bạn gái. Cái là mẹ vội vàng nói, bạn gái con là ai? Con quen với ai? Con cho mẹ biết được không? Bạn con tính yêu con rồi mà nó thấy con xài điện thoại cùi bắp, nó chả thèm yêu con nữa. Nó tính yêu, nó thấy con đi xe đạp, nó bảo con bảo đi ăn kem không? Con bảo đi ăn kem bằng gì? Cái xe đạp ấy hả? Nó bĩu trề cả môi ra. Thôi mẹ đừng hỏi chuyện con có bạn gái chưa nhá. Mà tất cả những lời nói đó như mũi kim đâm vào trái tim của người mẹ hiền, già nua bệnh hoạn. Ngày nào cũng phải đi rửa chén tới tối, phải làm thay vì rửa chén một bữa, rửa hai bữa, ba bữa cho nhà hàng. Rồi tối về thức 2-3 giờ sáng xên mức để đi bỏ. Và phải làm cái món mức phải ngon hơn để mà người ta mua, để có tiền lo cho con. Trong tâm của bà quyết định là Tết này phải mua cho con một chiếc xe đạp và cho nó tiền quần áo mới. Tự trong tâm không để cho ba nó buồn nơi chín suối, và để cho con mình nó không có thua bạn bè. Cho nên người mẹ đã làm bất kể, chẳng quản nắng mưa sương tuyết gì hết. Mẹ rong ruổi kể từ thời son trẻ, chưa lấy chồng đã ghé việc nhà, phụ cha phụ mẹ xông pha, lo đàn ép nhỏ việc nhà tinh tương. Tức là mẹ của cậu là khổ từ cái thời mà còn ở với bố mẹ. Rồi đến lúc tình ươm duyên thắm, rồi săn con bồng ẵm sớm chiều, lo cho hộp sữa con yêu, thế là mẹ chạy bao điều kiếm ăn. Cha mẹ mình toàn là kiếm ăn cả các em ạ. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình chỉ biết hưởng cái gì mình đang có, thế là mình chỉ biết cái niềm vui của mình mà không biết nỗi đau của mẹ. Rồi việc vất vả không nhanh không tiếng, nhìn vào con cố điếng dần lên, biết bao nặng nhọc bốn bên dồn lên vai mẹ, chân bền ngược xuôi. Bây giờ cứ nghĩ Tết này phải cho con một cái xe mới hơn và những bộ quần áo mới, phải có vài triệu để dành. Cho nên bắt đầu làm quần quật. Sư biết ông, có một lần con đi học về, con dở cái lồng bàn ra, con thấy một bát cơm, rồi một bát canh và mấy quả trứng. Con nói mẹ con, lại trứng à? Hôm qua trứng chiên, nay lại trứng luộc à? Mẹ thấy rằng không có món gì khá hơn nữa hay sao? Thì mẹ con mới nói với con rằng là con ạ, thôi thì cũng có rau, rồi trứng cũng có ít chất đạm, thôi con ăn ráng học đi con, rồi mẹ sẽ để dành tiền cho con
để con mua quần áo mới và cho con một chiếc xe khá hơn. Còn điện thoại thì con khoan hãy đòi. Thế rồi con vùng vằng xưa, con nói mẹ ăn hết đi, mấy cái này mà ăn cái gì, ăn mãi rồi con dưng tới mũi rồi và con phát ốm vì những món ăn của mẹ rồi. Thì người mẹ mới ra năn nỉ con ráng ăn đi con ạ, chứ con không có sức khỏe làm sao con thi vào đại học. Mẹ năn nỉ con, mẹ ngồi bên cạnh con. Thế xong rồi con mới vùng vằng, vừa ăn vừa dầm dầm cái quả trứng luộc ở trong chén, văng cơm lên trên bàn, rồi nói rằng không có ai mà bắt hạt những cái thằng con trai này. Xài điện thoại cùi bắp nè, đi cái xe đạp là từ thế kỷ 16 này, ăn cơm với trứng luộc suốt ngày. Mẹ khóc. Thôi mẹ đừng khóc nữa, dài dòng quá. Thế rồi con ăn cho hết chén cơm đó rồi con bỏ con đi xưa ạ. Hai tiếng đồng hồ sau con quay trở lại thì con thấy mẹ con lại đang ăn cơm với nước. Bảo thấy trứng luộc của mẹ đâu, mẹ không ăn, mẹ ngán rồi à. Nghĩa là có những người con đối xử với mẹ như thế, nhưng mà thấy cũng không có phải là giết mẹ đúng không, không phải là giết cha đúng không, nhưng là giết lời nói không gươm dao mà cắt lòng đau xé. Sao mẹ ăn cái gì thế? Mẹ ăn cơm với nước à? Mẹ nói con ạ, trời mùa hè nóng nực quá, mẹ nghĩ ăn như vậy cho nó mát. Mẹ cũng không muốn ăn cái gì có dầu mỡ gì hết. Người mẹ nói với con như vậy. Thế rồi sư biết không? Ngày hôm sau con thấy trong mâm cơm lại có thịt. Con nói hôm nay khá hơn một tí à? Thế rồi con ăn hết mà con cũng không nghĩ rằng là sẽ chừa cho mẹ. Con còn bảo là sao ít thế, mà mẹ nhìn con ăn hết bát cơm một cách hạnh phúc. Mà đứa con lúc đó các bạn nghĩ đi, học cấp 3, 18, 19 tuổi rồi và chuẩn bị vào đại học rồi. Và cứ như thế đứa con trai dẫm lên cuộc đời của mẹ, những năm tháng già nua của mẹ. Các con nghĩ lại đi, về nhà rồi suy nghĩ lại đi, mẹ mình dù còn trẻ đi chăng nữa đó, cũng có nếp nhăn trên vầng trán và dưới đuôi mắt cũng có những dấu chân chim và cũng những món nợ nần, cũng có những nỗi khổ đau, hay có đôi khi bố mẹ phải cãi nhau vì mình đấy, có phải như vậy không? Rồi chàng trai là tiếp viên hàng không đấy, bạn tinh Tuấn tiếp tục kể với sư rằng con nói rằng bán lúc này mẹ bán mức thế nào thế? Mẹ bán mức có khá không, gần Tết rồi. Mẹ nói mẹ cũng cố gắng làm nhiều thứ mức con ạ. Lúc đó con không hề hỏi mẹ là mẹ làm mức vào lúc mấy giờ. Tại vì đi rửa chén từ sáng đến tối mới về, thì tức là mẹ phải thức đêm để làm mức có tiền cho con. Nhưng cậu con trai thông minh đẹp trai học giỏi đó chớ hề hỏi mẹ đi bán mẹ làm mức vào lúc nào, mà chỉ nói bán có khá không, mẹ bán có được khá không. Bởi vì cậu cũng đang mơ ước những cái món quà Tết này mẹ dành cho cậu Tuấn. Mẹ cười, mà lúc đó sao con không nhìn thấy nụ cười của mẹ con đã héo hắt và mẹ con đã gầy lắm rồi. Người mẹ mà ăn cơm với những cái món ăn nghĩa là sơ sài như thế và đêm thức trắng như vậy. Và chính vì vậy mà người mẹ đã ốm dần theo năm tháng. Xuân săn một thở người sắc thắm để xây bao êm ấm gia đình. Cuộc đời của mẹ cứ như thế mà tàn phai theo năm tháng. Những người con chạy theo những cái điều mà mình mong muốn, như bộ quần áo, như iPhone, như xe cộ và những mối tình chóng vánh, nhiều khi không để ý lưng mẹ đã còng xuống và đôi dép mẹ mang mấy năm trời đã mòn lắm rồi. Ôi tình mẹ sưởi lòng con đêm lặng, bao mùa đông vẫn ấm áp đời con. Sao con không nhận ra hả sư? Sao lúc đó mẹ con thương con như vậy? Con đi học về chớ bao giờ con hỏi mẹ ăn cơm chưa, mà chỉ hỏi có gì ăn không. Bây giờ không có ai hỏi con đã ăn cơm chưa hết sư ạ. Con có vài người bạn gái, con mời bạn con đi ăn, bạn con lúc nào cũng hỏi
có bao nhiêu tê ở trong túi mà mời em đi ăn thế? Còn mẹ con ngày xưa lúc nào cũng chỉ hỏi rằng con đã ăn cơm chưa, thức ăn mẹ phần cho con ở dưới lồng bàn đó. Mà con chỉ biết như vậy thôi và trách móc đòi hỏi mẹ con, chứ con chẳng nghĩ gì khác. Tại sao con có thể tàn nhẫn như vậy hả sư? Chàng trai kể chuyện tới đâu thì nước mắt tuôn trào tới đó. Thế rồi hai mươi mấy Tết, mẹ gom được một số tiền cho con là 5 triệu đồng sư ạ. Số tiền đó quá lớn với con cách đây mấy năm, cho nên con mới nói một câu là cảm ơn mẹ. Chắc là từ nhỏ tới lớn con mới cảm ơn mẹ lần đầu tiên đấy sư ạ. Mà cái cảm ơn đó là con nghĩ rằng sắp sửa có 1-2 bộ quần áo. Và trong tâm con nghĩ rằng làm gì thì làm cũng phải đổi cái iPhone thôi. Nhưng mà 5 triệu là không đủ. Trên con nói với mẹ rằng thôi thì con cứ cầm tạm 5 triệu. Mẹ cứ ký hợp đồng với con là còn thiếu con 10 triệu mẹ nhá. Mẹ nói sao con? 5 triệu này mẹ vất vả lắm. Con phải sử dụng đúng cái giá trị của nó. Con sử dụng có thể mua một bộ quần áo mới, sách vở để mà chuẩn bị thi đại học. Con đừng nghĩ rằng là 5 triệu này mẹ chỉ kiếm một ngày. Mẹ không hề nói là đêm nào mẹ cũng thức. Mà sao lúc đó con không nhìn thấy mẹ con đã quá gầy guộc già nua, tóc đã bạc quá nhiều. Mà con chỉ thấy rằng bất hạnh thay mình có một bà mẹ già và nghèo như thế. Con ạ, 5 triệu con có thể đổi một chiếc xe đạp và mua một bộ quần áo mới hay 2 bộ. Con sử dụng như vậy mẹ hài lòng. Nhưng cái xe đạp của bố con đem về đấy cho mẹ. Con đừng có đem đi đâu hết. Nhưng mà sư ơi, con đâu có đem chiếc xe đạp về cho mẹ. Con bán để rồi là gì? Con còn dư một số tiền, con làm nhiều việc chứ. Con nghĩ mẹ con già rồi, đi chiếc xe đạp đó làm gì? Cho nên con bán một số tiền. Cái xe đạp của bố con kỷ niệm, con bán được có 300 ngàn đồng bạc. Rồi con đổi một chiếc xe mới. Tất nhiên con đâu đổi xe đạp đâu sư. Con đổi chiếc xe gắn máy Trung Quốc. Và nói chung cũng là một cái quần hàng hiệu, thì cũng chả có đủ tiền để mua cái áo hàng hiệu. Cho nên con về con nói với mẹ con rằng thôi cái Tết này tạm vui 50%. Sư nói thôi con về sám hối với mẹ đi chứ còn gì nữa. Phải sám hối đi, bây giờ đi làm rồi. Bắt đầu bù đắp cho mẹ đi. Đừng cho mẹ đi rửa chén nữa. Đừng cứ cho mẹ phải thức khuya làm mức bánh nữa. Hãy lo lắng cho mẹ đi. Sư ơi, mẹ bây giờ âm dương không gặp nữa. Cả trong mơ con có ước cũng bằng thừa. Mẹ có lạnh không? Áo ấm con ngồi soạn. Như mẹ ngày xưa soạn áo ấm cho con. Giờ có gặp mẹ trong mơ cũng bằng thừa. Mẹ thăm con mấy lần, trong giấc mơ con cũng chẳng làm gì cho mẹ. Một lần sau cái Tết đó, mùng 7 Tết, con đi chơi về, thấy mẹ con ngồi gục ở trên bàn. Con bảo mẹ làm gì đó, đã nấu gì chưa? Mẹ chỉ lắc đầu, không nói. Ngẩng lên nhìn con, mặt mẹ tái nhợt và nói: 3 tiếng con ăn cơm chưa? Rồi lại gục xuống bàn. Con tới lay mẹ: mẹ, mẹ sao thế? Mẹ không trả lời. Con mới đưa mẹ cấp cứu lên bệnh viện. Bác sĩ trong phòng cấp cứu mới là làm các cái thao tác để cho mẹ con tỉnh lại. Con phải ra ngoài ngồi. Một lúc sau trở vào, bác sĩ hỏi: tôi muốn hỏi với cậu rằng hàng ngày mẹ cậu ăn cơm với gì? Con ngớ người xưa ạ, con cũng không để ý là mẹ con ăn cơm với gì nữa. Con nói với bác sĩ rằng thì ăn cơm chứ ăn với gì? Cháu chỉ muốn hỏi bác rằng là mẹ con có sao không? Bác đừng có hỏi những chuyện như thế. Không, cháu phải trả lời cho bác biết rằng mẹ cháu ăn cơm với gì. Thật sự với sư rằng con chỉ nhớ lại một bữa cơm ngày nào đó mẹ trang với nước lọc. Còn thì con nghĩ con ăn cái gì thì mẹ cũng ăn cái đó thôi. Cho nên con bảo rằng: bác sĩ ạ, mẹ tôi ăn uống bình thường. Khi nào mùa nóng lạnh quá, mùa nóng
thì mẹ ăn cơm với nước lọc cho mát. Bác sĩ nói không. Tôi xét qua cái vấn đề mà xét nghiệm thì trong bao tử mẹ của cậu có quá nhiều những virus, những cái con vi trùng nó phá hoại bao tử và đường ruột của mẹ cậu. Và chắc có lẽ là không hy vọng gì cứu sống đâu. Tại vì rằng đã quá nặng rồi. Lúc đó Tuấn bảo rằng con đâu có chịu đựng được lời nói đó. Con chạy tới thộp cổ bác sĩ nữa. Ông nói cái gì? Ông bác sĩ mà ông nói ông không cứu được mẹ tôi à? Mà lúc đó con cũng quên rằng trong túi con cũng đâu có tiền đâu. Bằng mọi giá phải cứu mẹ tôi. Bác sĩ nói muộn rồi cậu ạ. Tôi nhìn cái mã của cậu đó thì tôi biết rằng cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cho nên hỏi mẹ cậu ăn cơm với gì cậu còn không biết cái mà. Cho nên cậu lo đem mẹ về đi. Sư ơi, bây giờ âm dương không gặp, cả trong mơ con có ước cũng thừa thôi. Mấy mùa đông xa rồi không được thấy dáng mẹ hiền tựa cửa ngóng con yêu. Mây chuyển mùa sợ trời mưa bất chợt, ngoài đường đông con không kịp về nhà. Bây giờ không có ai ngóng trông con nữa, không có ai hỏi con đã ăn cơm chưa, không có ai hỏi con muốn cảm đó đã uống thuốc hay chưa. Các con cũng như vậy thôi. Các sư có dạy các con như thế này cũng đâu có đến từng em mà hỏi hôm trưa nay con ăn cơm có được không và trong người con khỏe không, con đã uống thuốc chưa. Không có thể nào chăm sóc từng em như cha mẹ các em được. Đừng có để một lúc nào đó mình sống đơn côi. Lúc đó những giọt nước mắt muộn màng cũng chỉ để tự nguyền rủa chính mình. Rồi giờ đây con cứ trầm tư bên ảnh mẹ, kể ngày xưa lúc mẹ sống bên con. Không có mẹ nỗi buồn thêm u uẩn, sầu cô đơn in đậm mỗi chiều đông. Và sư nhớ là buổi chiều đã từ 2 giờ tới 5 giờ rưỡi chiều mà Tuấn vẫn còn ngồi khóc. Sư nói nhẹ chưa? Con khóc đã nhẹ chưa? Sư ơi, hôm nay con được nói tất cả rồi. Chứ con đâu bao giờ được nói ra điều này với ai đâu sư. Con chạy trốn nhà, con không bao giờ dám trở về nhà. Nơi đó có cậu, có dì, có bà con ở gần đó, con không bao giờ trở về. Thấy di ảnh của cha bên cạnh mẹ, bộ quần áo cũ của mẹ nó cất để làm kỷ niệm, con không dám nhìn lại. Cái nồi của mẹ xên mức hàng ngày, cái bếp của mẹ nấu cơm cho con ăn, cái chảo mẹ hay chiên trứng, nồi mẹ nấu canh. Rồi lúc đó con mới phát hiện rằng trong nhà có hai cái nồi gạo. Một nồi gạo ngon để nấu cho con, một nồi gạo nấu cho mẹ. Sự hy sinh của cha mẹ vô bờ bến không thể nào nói hết. Mà sư đơn cử chuyện của chàng Tuấn, mà không phải chỉ riêng Tuấn đâu. Tất cả chúng ta nếu không nhận thức được, không hiểu ra được, chúng ta đều là những người con bất hiếu. Đức Phật dạy: này các con, từ vô lượng kiếp đến nay, các con đã sống luân hồi trong 6 nẻo, bỏ thân này, nhận thân khác, sinh đi sinh lại biết bao lần. Sữa mẹ chúng ta uống nhiều hơn nước trong 4 biển. Kiếp nào được làm người là phải trong lòng mẹ sanh ra, uống sữa mẹ. Giọt nước mắt của cha là dòng sữa giữa đời thường, nuôi chúng ta khôn lớn. Vậy mà tuổi trẻ bây giờ là chỉ ích kỷ, mong muốn, đòi hỏi và thỏa mãn những niềm lạc thú. Để đến nỗi mà tuổi trẻ phá thai đứng đầu Đông Nam Á, hạng nhất nhì trên thế giới là tuổi trẻ Việt Nam. Cho nên sư e rằng bất hiếu là tội ác mà chúng ta đang vấp phải. Có người mẹ nào mà muốn con mình đi phá thai khi chưa lập gia đình? Có người mẹ, người cha nào mà muốn con mình phải khổ đau khi tuổi còn quá trẻ?
ai cũng muốn con học hành nên người, có công danh sự nghiệp. Rồi con yên ấm là mẹ vui rồi, chẳng đòi con đền đáp gì đâu. Các con nhìn anh chị các con á, lấy chồng lấy vợ, sanh cháu ra rồi, bố mẹ phải bế suốt ngày, bồng ấm nuôi con rồi lại nuôi cháu. Suốt cuộc đời có khi cả đời chưa biết có nghe được một thời pháp, chưa có thời giờ niệm được một câu niệm Phật. Bởi vì là vì con, vì cháu, vì chồng, vì tất cả những gánh nặng của cuộc đời trên vai mẹ và cha. Do vậy, hôm nay sư có cái pháp thoại dành cho các em, mà thầy Tuệ Hải sắp xếp cho sư là đêm cuối cùng, đêm thắp nến tri ân. Nhưng sư nghĩ rằng cũng quá hay để sư nói từ hôm nay, để các em sẽ có ý thức rằng mình còn được sống trên cuộc đời này, mình là sản phẩm của mẹ, của cha. Mình đã làm gì cho cha mẹ vui hay chưa? Có người đến với khóa tu mà cũng trở thành thành viên cá biệt của khóa tu nữa kia. Cho nên đau lòng lắm. Kết thúc khóa tu đem cánh hoa hồng về tặng mẹ chỉ là một hình thức mà tự trong tâm mình không chuyển hóa sâu xa. Không có mẹ, có cha, chẳng có ta trên đời này, mà cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Sư nói sư từng bất hiếu nhiều thứ. Chỉ cần mẹ nhắc sư điều gì quá 3 lần là sư bảo ủa lúc này mẹ lẫn rồi à. Đó cũng là một câu nói bất hiếu. Mình phải mừng là mẹ vẫn còn đây để hỏi con ăn cơm chưa, con có lặn không, con mặc áo ấm chưa, con đội mũ chưa, con đi học. Các em biết lớp học tình thương á, nó đến với sư á, nó sống với ông nội, nó sống với bà ngoại. Nó nói sư cho con quà mà con không mừng, sư cho con gọi sư một tiếng má ơi được không? Sư nói không, ai gọi sư bằng má. Không, sư cho con gọi má đi mà, con không có má từ nhỏ. Rồi sư phải là gì? Sư phải ờ thôi gọi đi con. Thế là một đứa gọi má là tôi nó 50-60 đứa gọi má ơi, một đứa ôm sư, 50-60 đứa ôm sư. Vì nó đâu được sống với mẹ như vậy đâu, đâu có sung sướng như các em đâu. Nó sanh ra đã được sống với cậu, với dì, ông nội, bà ngoại hay ông ngoại gì đó. Ông ngoại giặt ve chai nó thì học lớp học tình thương. Nó đi leo nheo lóc nhóc đến lãnh quà. Có đứa mặc áo không quần, có đứa mặc quần không áo, có đứa mặc áo ông nội đi lẫn quà. Các con có như vậy đâu. Quần áo các con quá đẹp, quá đầy đủ. Có bạn còn nhỏ mà 10 đôi dép, 8 đôi giày đều là mất phước hết. Khi mình có tới 3 đôi dép phải nhìn xem mẹ có đôi dép mới nào chưa. Các em ơi, cung kính vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, giữ gìn thanh danh truyền thống của gia đình, bảo vệ tài sản của cha mẹ để lại. Khi cha mẹ mất, người con phải ý thức lễ tang cho chu đáo và báo hiếu khi mẹ còn sống cho đến lúc qua đời. Kinh Trường Bộ Phật dạy như thế. Nhưng có nhiều em ngay từ khi đang được sống bên cha mẹ chỉ làm cho cha mẹ khổ đau. Cha mẹ chết khi tuổi mình còn quá bé, đến khi lớn giàu có nói sư ơi, con giàu có mà cha mẹ con đã chết rồi, con chẳng làm gì cho cha mẹ vui hết. Vậy thì các con ơi, hãy làm cho cha mẹ vui từ bây giờ. Hãy hỏi mẹ có khỏe không, con có giúp được gì cho mẹ không. Mẹ hãy để con lau nhà, nấu cơm. Các bạn trai hãy làm các việc nặng thay cho bố. Đừng để một lúc nào đó như bạn Tuấn trong câu chuyện sư kể, 25 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, giờ đây chỉ biết khóc trong những buổi chiều đông. Mẹ lặng lẽ giữa dòng xuôi ngược, gánh nặng quẳng chân bước liêu xiêu, nhọc nhằn mẹ đổi thương yêu,
đắng cay mẹ đổi, thêm nhiều niềm tin. Trong tổ ấm gia đình hạnh phúc, mẹ nâng niu chăm chút từng giây. Trong ngoài chỉ một đôi tay, mẹ vừa chạm đến thì đầy lung linh. Có mẹ mình mới hạnh phúc các em ạ. Mẹ mất rồi không có ánh sáng lung linh ấm áp nữa đâu. Cho nên ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Cả đời mẹ hành trình rong ruổi, mang nắng mưa, những buổi chợ đời, cho con êm ấm nụ cười, cho con cả một bầu trời mộng mơ. Các con bây giờ được ước mơ, được mong muốn, được thổ lộ niềm vui và những nỗi buồn, để mẹ sẽ đáp ứng, cha sẽ cho mình. Và đừng quên rằng điều đó chỉ có giới hạn mà thôi. Khi cơn gió vô thường đến, không còn cha, không còn mẹ, lúc đó có muốn một tiếng cha ơi cũng không còn kịp nữa. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Bây giờ có chiếc phone, không bao giờ mà điện về mà nói mẹ ơi con đang đi đây đi kia, mẹ có khỏe không. Chiếc phone chỉ để nhắn tin, Facebook chỉ để chat những điều vớ vẩn với bạn bè, để rồi một ngày nào đó, như bạn Tuấn mà sư nói đó, sư ơi cầm chiếc phone lên cứ tính gọi điện cho mẹ, mẹ đâu còn nữa đâu, chiếc điện thoại cùi bắp con còn giữ nè, mà bây giờ đâu còn mẹ cho con gọi nữa. Lúc đó iPhone 5, iPhone 6 cũng vô nghĩa mà thôi. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Hôm nay các em sẽ nhận ra một điều, đã nhận ra, bây giờ phải nhận ra sâu sắc hơn. Đã hiểu ra một điều, đã hiểu mà hôm nay phải hiểu sâu sắc hơn. Không có cha có mẹ, không có chúng ta trên đời này. Cha mẹ đã dành tất cả tuổi thanh xuân cuộc đời của mình để nuôi ta khôn lớn. Giờ còn bé, ta chưa làm cho mẹ vui, ta hẹn ngày mai, mẹ ngày mai mẹ mất, lúc đó có tiếc thương cũng không còn kịp nữa. Do vậy, hãy nhớ lời Phật dạy, nếu ai muốn có được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ đi. Nếu ai muốn có vua Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng với cha mẹ đi. Nếu có ai muốn có Phật ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng với cha mẹ đi. Bởi vì cha mẹ tại tiền như Phật còn tại thế. Lời Phật dạy trong kinh Tạp Bảo Tạng, các em hãy ghi nhớ. Đừng để một lúc nào đó những giọt nước mắt muộn màng. Dù con đếm được cát sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sông cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến được trời xanh, nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Nên con bất hiếu một khi, tình thương của mẹ vẫn thầm thì bên con. Các con ơi, đừng bất hiếu với cha và với mẹ. Hãy sống trọn trái tim son trẻ của mình. Các con là cành hoa, là phần thưởng cao quý nhất, hạnh phúc nhất mà cha mẹ đã tạo con ra. Và tự hào khi có đứa con trai, đứa con gái yêu quý nhất của cha và mẹ trong cuộc đời này. Các bạn hãy cùng với sư chắp tay lên, và giờ phút này cùng với sư
khấn nguyện những điều tốt lành nhất cho cha quý mẹ yêu. Cầu nguyện cho cha mẹ tại tiền được hạnh phúc, bình an, được khỏe mạnh, được tăng long phước thọ. Cầu nguyện cho những ai không còn cha hoặc không còn mẹ trên cuộc đời này, hãy tự hào vì con của cha của mẹ đã trưởng thành, lớn khôn, đã hiểu ra rằng con mãi mãi là một người con xứng đáng của cha mẹ. Không khổ công cha mẹ đã sanh ra con trên cuộc đời này, không uổng công cha đã dắt dìu con từ khi còn bé bỏng, không uổng đi dòng máu của mẹ biến thành sữa để nuôi con. Tất cả các em giờ phút này hãy lau khô dòng nước mắt và thành kính cầu nguyện những điều tốt lành nhất cho cha và cho mẹ. Các em sẽ đọc theo sư. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đêm đêm con thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Ngọn đèn trời các em thắp lên, đó là lời nói, là ý nghĩ, là việc làm hiếu đạo và cao quý để trọn tấm lòng thành của các con dâng lên cho cha mẹ. Sư tin rằng sau khóa tu mùa hè tại chùa Cự Linh với chủ đề Bây giờ con mới hiểu sẽ thắp sáng trong trái tim các em một niềm tin rằng con sẽ xứng đáng là người con của cha, của mẹ. Một người con sẽ đem những điều tốt lành cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước là niềm tự hào của ông bà, của cha mẹ, của gia đình, thân bằng, quyến thuộc, của thầy cô, của tất cả bạn bè. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.